Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện bước thứ hai là nhập thuộc tính môn học và ràng buộc giáo viên. Đây là những cái ràng buộc rất quan trọng liên quan đến tính sư phạm của các cái môn học khi được xếp và các cái ràng buộc yêu cầu của các cái tổ nhóm giáo viên và từng giáo viên. Thì chúng ta cần phải nhập cái này trước khi chúng ta thực hiện các công việc khác. Thì bên này sẽ bao gồm những cái việc sau đây. Thứ nhất, chúng ta nhập cái thuộc tính môn học. Sau đó chúng ta sẽ nhập sang cái ràng buộc của giáo viên. Thì với giáo viên chúng ta có thể nhập theo hai màn hình, một là ràng buộc của từng tổ nhóm giáo viên, hai là ràng buộc của từng nhóm giáo viên. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu. Đầu tiên chúng ta thực hiện cái lệnh là nhập cái thuộc tính sư phạm của môn học. Chúng ta vào cái đơn nhập dữ liệu và cái lệnh là thuộc tính môn học. Trên mình sẽ hiện ra một cái bảng các cái ràng buộc sư phạm của môn học. Phần mềm TKB hỗ trợ là 17 cái thuộc tính như vậy. Tuy nhiên có hai cái thuộc tính mà chúng ta cần hay phải dùng nhất, là một là thuộc tính là có một cặp tiết xếp liền, và hai là chỉ học một tiết một ngày. Đây là hai cái thuộc tính mà chúng tôi khuyên rằng các nhà trường nên sử dụng. Còn những thuộc tính khác chúng ta vẫn có thể sử dụng trong quá trình chúng ta làm việc. Thì cách mà chúng ta thực hiện các thao tác đối với từng cái ràng buộc này là giống hệt nhau. Tôi xin mô tả một vài cái thao tác đó. Ví dụ chúng ta sẽ gán cái thuộc tính là có một cặp tiết xếp liền này cho hai cái môn văn và toán trong nhà trường, áp dụng cho toàn trường. Ví dụ như vậy, cái làm như sau: chúng ta đầu tiên chúng ta nhấn chuột lên cái thuộc tính ở cái trang đầu tiên này, bấm vào đây. Tiếp theo chúng ta sẽ vào cái trang mà chúng ta sẽ phải làm cái việc tiếp theo. Trước hết chúng ta chọn cái môn học chúng ta muốn gắn cái thuộc tính đó, ví dụ là môn toán nhận, ta bấm vào môn toán. Sau đó chúng ta sẽ chọn cái buổi học mà chúng ta muốn gắn từng buổi một, bấm nút bổ sung để chọn khối lớp và từng lớp, bấm vào đây. Ví dụ chúng ta muốn gắn cái môn này cho toàn trường, cái tính chất này của môn toán cho toàn trường, bấm vào đây. Bấm nút kết thúc, đang gắn cho toàn trường đây. Chúng ta lại gắn tiếp cho cái môn văn chẳng hạn, cho môn văn, lấy ví dụ như vậy, môn văn, bấm vào đây, chọn buổi sáng, bổ sung, toàn trường, kết thúc. Tương tự chúng ta sẽ gắn cho buổi chiều và bổ sung cũng như vậy, toàn trường. Đây là cho cả hai rồi, đấy, và bấm nút kết thúc. Tiếp theo chúng ta sẽ gắn các cái thứ tự như vậy chúng ta làm cho các cái môn học khác. Ví dụ như là cái môn cái thuộc tính là chỉ học một tiết một ngày, thông thường được gắn cho tất cả các tiết học các cái môn học ở trong nhà trường. Tôi bấm vào đây, chọn môn như là môn vật lý chẳng hạn, buổi sáng bổ sung toàn trường, là môn sinh chẳng hạn. Ta làm rất là nhanh như vậy, được chưa? Tự như vậy với những cái thứ khác. Bây giờ tôi mô tả tiếp sang cái lệnh là nhập ràng buộc yêu cầu của giáo viên. Thì chúng ta có hai lệnh, một là cái lệnh là nhập cái ràng buộc của nhóm giáo viên và hai là nhập yêu cầu của từng giáo viên. Thì tôi khuyên là các nhà trường nên sử dụng yêu cầu ràng buộc của nhóm giáo viên trước và ưu tiên cho cái việc này. Còn từng giáo viên chúng ta không nên đặt quá nhiều yêu cầu cho từng giáo viên. Chúng ta bấm vào đây. Phần mềm sẽ vào một cái trang mà chúng ta sẽ phải nhập yêu cầu cho từng nhóm. Bấm lên ta chọn nhóm nhóm toán lý văn sử địa, lấy ví dụ như vậy, ta bấm một nhóm toán chẳng hạn. Thì yêu cầu cho một cái nhóm sẽ gồm như sau: ở phía trên là các yêu cầu chung. Trong yêu cầu chung này chúng ta chú ý là có một tham số theo chúng tôi là quan trọng nhất, là chính là cái thời gian chờ dạy lớn nhất trong một buổi học. Nghĩa là cái thời gian của tôi đó là phải ngồi chơi ở trong nhà trường. Để là không là rất là một cái giả bộ rất là chặt, rất là khó. Ở đây có thể đặt là 0, 1, 2, 3. Thông thường đặt là 1. Tức là gì? Là trong một buổi học, mỗi giáo viên có thể được phép là nghỉ một cái tiết giữa, ở giữa, tiết trống ở giữa. Mặc định, tức là chúng ta về về mặt lý thuyết cũng đặt đặt là 3. Nhưng mà đây cũng đặt là, thông thường đặt là 1 hoặc là 2. Đấy. Càng nhỏ
thì cái việc xếp nó càng khó lên, yêu cầu nó càng chặt ra. Và đây là cái tổng thời gian chờ dạy trong một tuần là bao nhiêu, đặt là 3 chẳng hạn, được phép là trong tuần có 3 cái giờ chúng ta tổng số cái giờ mà trống là 3, là 3 tiết. Ở đây có một số tiết nữa chúng ta có thể bỏ qua. Ở phía dưới này là các cái thông tin ràng buộc liên quan đến từng buổi một, từng buổi sáng, buổi chiều, thông tin chung cho từng ngày, từng buổi, và đây là các cái thông tin ràng buộc đến từng tiết học. Ở đây là cái buổi sáng dạy từ tiết mấy đến tiết mấy, số ngày nghỉ trong một trong cả tuần, tính trong cả tuần ngày nghỉ tức là cả sáng cả chiều, đây là số buổi nghỉ trong trong tuần. Và đây chúng ta có thể đặt ra cái chế độ là chỉ dạy vào ngày nào thứ nào trong tuần. Thông thường chúng ta đặt cái chế độ là số buổi nghỉ trong một tuần là ví dụ được phép là một buổi nghỉ là sáng một và buổi chiều là một, để lấy ví dụ như vậy. Thì cái số buổi nghỉ đó có thể là không trùng nhau, ví dụ là buổi sáng nghỉ thứ ba, chiều nghỉ thứ tư. Còn đây là cái chỗ chúng ta đặt các cái tham số lựa ràng buộc cho từng tiết học. Thì đối với nhóm giáo viên thì chúng ta nên đặt, không nên đặt nhiều quá ở đây, mà chỉ đặt cái chế độ là họp là một cái thuộc tính, là một cái ràng buộc bắt buộc cứng, không thể xếp vào đó được. Thì thông thường là các tổ nhóm như vậy, tổ nhóm viên có cái yêu cầu về họp, ví dụ như là cái tổ toán cửa họp vào hai cái tiết 4-5 và buổi sáng ngày thứ tư. Do là như thế chúng ta nháy đúp chuột và chọn các ràng buộc. Phần mềm cho phép chúng ta lựa chọn là 4 loại ràng buộc hạn chế nghỉ họp bận. Tôi nói là cái riêng họp là cái ràng buộc bắt buộc, còn cái ràng buộc hạn chế nghỉ và bận thì là cái ràng buộc mềm. Sau này chúng ta có thể ghi đề lên được, ta để là họp, đây sẽ là họp, này sẽ là họp nữa. Đó, như vậy là cái ràng buộc họp là những cái ràng buộc mà cứng đặt vào cho các cái nhóm tổ giáo viên. Ví dụ là tổ toán là họp vào hai cái tiết này, ví dụ là tổ lý sẽ họp vào cái sẽ họp vào thứ năm, ví dụ như vậy. Đó. Chúng ta nên đặt chế độ cái của ràng buộc này cho nhóm giáo viên. Còn đối với từng giáo viên chúng ta vẫn có thể làm, nhưng mà nên hạn chế. Tôi xin phép mô tả cái giao diện của cái lệnh là đặt cái thuộc tính cho từng yêu cầu ràng buộc cho từng giáo viên. Thì câu ràng buộc này nó có nhiều hơn, nó có nhiều thông tin hơn, nhưng mà vẫn là như thế nào chúng ta có chọn ở đây. Ở trên đây là các cái ràng buộc chung. Ở đây ràng buộc theo buổi học sáng và chiều cũng như vậy, tương tự như đối với nhóm giáo viên. Ở đây là các ràng buộc đã được gắn cho nhóm thì cũng sẽ hiện ra đối với giáo viên đó. Ở đây chúng ta chú ý có những thông tin quan trọng như sau: là số tiết dạy lớn nhất trong một buổi là bao nhiêu, trong buổi maximum là được đặt là 5, nhưng mà đây tôi đặt lại, ví dụ giáo viên này là yếu, đặt chế độ là được phép dạy maximum trong một buổi là 4 tiết. Thời gian dạy lớn nhất là bao nhiêu, đấy quy định là 1, cho đặt chế độ khác đi. Có thêm một thông tin nữa là không dạy liên tục qua trưa, tức là đã dạy tiết 5 buổi sáng thì không dạy tiết 1 buổi chiều và ngược lại. Ở đây là những cái ràng buộc riêng cho giáo viên đó. Chúng ta có đặt những chế độ, ví dụ như học viên đó muốn nghỉ ngày hạn chế xếp vào ngày vào thứ bảy chẳng hạn, lấy ví dụ như vậy. Chế độ như vậy. Đây là những cái ràng buộc mềm, không phải là cứng. Chúng ta chú ý là tuyệt đối đối với giáo viên cá nhân không nên đặt chế độ họp, chỉ nên đặt cho các chế độ của nhóm giáo viên. Khi chúng ta làm xong cho toàn bộ các nhà trường, các giáo viên, chúng ta bấm nút kết thúc và dừng lại và kết thúc cái quá trình là nhập cái thông tin ràng buộc của giáo viên. Như vậy bước thứ hai là bước nhập cái sư phạm của môn học và ràng buộc của từng nhóm giáo viên, của từng giáo viên.